đây là cù lao rùa. Đây là cù lao rùa quý vị. Các bạn hôm nay gia đình tôi đến cù lao rùa. Quay lại đường và cuộc sống hiện tại của người dân ở Cù Lao Rùa. Cù Lao Rùa nói chung là ở đây nông dân sống chủ yếu là nghề nông nghiệp, cộng thêm kinh doanh dịch vụ nhỏ, chẳng hạn như dịch vụ xây dựng, mua bán tạp hóa. Cuộc sống của nông dân ở đây chủ yếu là làm ruộng, nên giờ tôi sẽ quay lại cảnh đường. Bây giờ đang đi trên đường chính của Cù Lao Rùa nha quý vị. Rồi tôi sẽ đi chung quanh hết tất cả các con đường của Cù Lao Rùa đó, bà con đang làm nông nghiệp đó. Quay lại những cái tuyến đường đồng ruộng của Cù Lao Rùa cho quý vị xem. Hôm nay sống gia đình có dịp đi về Cù Lao Rùa. Tôi cho hỏi bên dân xã đâu à? Đi thẳng vô đó anh cũng không biết nữa. Đây là đường số 9, đường 09 của Cù Lao Rùa. Để mình đi thử tuyến đường này, mình xem lại đồng ruộng nè. Cảnh đồng ruộng của Cù Lao Rùa. Đồng ruộng hai bên lúa xanh mướt. Đó, hai bên đường đi chính giữa. Nhưng mà đường nhựa nha quý vị, Cù Lao nhưng mà vẫn phát triển mạnh luôn. Đó, cuộc sống người dân ổn định. Tưới đồ, tưới hành nè. Rất đẹp. Tôi sẽ đi lại hết đây là một quy một cái vườn mai nè quý vị. Đây là lúa. Lúa này là tháng 10 là thu hoạch á. Lúa này là tháng 10 thu hoạch. Tháng 10 âm lịch á. Thu hoạch đây. Sản xuất hữu cơ. Sẽ đi vòng vòng hết cái Cù Lao nha. Cù Lao cho quý vị xem nha. Lớn lắm, nói Cù Lao mình tưởng tượng là Cù Lao nhỏ nha quý vị, thật sự ra lớn lắm, hàng ngàn hecta luôn, chứ không phải là lớn rộng lớn bao la luôn quý vị. Lớn lắm, nói Cù Lao mình nghe nói Cù Lao mình tưởng tượng là nước xung quanh có cái Cù Lao chính giữa, nhưng mà thật sự ra là rất là lớn. Lớn cũng có nhà vô đông ruộng, vẫn có nhà người dân ở nè, ruộng vẫn có nhà dân, ruộng vẫn có nhà ở nó. Quá trời ruộng luôn.
lớn lắm quý vị ơi. Nói thẳng ra tôi cũng là lần đầu tiên, lần thứ hai tôi đến cái vùng Lam Hồ này, nên đường thì cũng không rành lắm. Đi thì thấy đường thì chạy quanh qua là ghi hình lại, quay lại cho là gia đình mình xem, xem lại cảnh cái cù lao nhưng mà rất là lớn. Thì mình nghe nói tiếng hai tiếng cù lao mình tưởng là nhỏ, nhưng mà thật sự lớn, có trường học nè, có đình nè, có chùa nè, có miếu nè, rất là lớn luôn. Nhiều ấp ở trong này nha quý vị, xã Thạnh Hội đó. Đây là phát triển rất là nhiều như vậy, bà con đã về là mua đất nhà, xây nhà. Trên đường đi nha quý vị, đi rất là nhiều đường, tôi không có nhớ đường. Đây là đường 07,
vẫn còn nằm trong phạm vi cù lao rùa nha quý vị, vẫn còn chạy vòng vòng trong cù lao rùa, chạy vòng vòng trong cù lao rùa. Đây chắc lẽ là được quá. Trên đường gặp đám cưới nha quý vị. Có đám cưới rước dâu nha. Chắc đám hỏi qua đám cưới nhỏ quá là đám hỏi. Quay lại những cái đoạn đường chung quanh của cù lao rùa thuộc xã Thành Hội nha quý vị. Xã Thành Hội nó có tới 6 ấp nè quý vị. Hôm nay mình đến cù lao rùa quay lại đồng ruộng chung quanh đường đi trong cù lao nha quý vị, cho tất cả các bạn đều xem cho biết được là cù lao rùa. Mình tưởng tượng cù lao rùa nhỏ nhưng mà thật sự không nhỏ nha quý vị, rất là lớn. Cù lao rùa lớn, rất là lớn, rất là rộng luôn, diện tích rất là rộng, có 5 ấp thuộc một xã Thành Hội nha quý vị. Hết chung quanh đây là gần sông mà nha quý vị, gần sát sông Đồng Nai này. Sát sông Đồng Nai đây, đi hết qua cái cồn này đó là mình tới địa sông của Đồng Nai. Đây là chuẩn bị tới bến đò Nhật Thạnh. Thank you.
di chuyển này ông lịch sĩ. Đây cũng những cuộc là nằm trong cái cụ bao đồ luôn nha quý vị. Những cuộc cụ bao đồ luôn. Đây là Tân Hội, ấp Tân Hội. Đây là cụ ấp Tân Hội nha quý vị. Đây kết thúc đi, quay lại cái ruộng nha, quý vị xem nha, đồng ruộng nha. Rồi, tới đây mình xin kết thúc clip nha quý vị.